Thị xã Đông Triều nói chung, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thị xã nói riêng trong thời gian tới đây sẽ phải thực hiện việc phòng chống dịch trên tinh thần quyết liệt và đồng bộ hơn. Việc xét nghiệm tầm soát trong lực lượng công nhân, đặc biệt là các đối tượng thường xuyên tiếp xúc với khách hàng tại các công ty doanh nghiệp cần phải được tăng cường để kịp thời phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Công, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị xã tại cuộc làm việc chiều ngày 14 tháng 12 với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Mạo Khê và công ty than Mạo Khê TKV. Dự buổi làm việc còn có đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh CDC. Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh tại một số địa phương trên địa bàn thị xã cũng như tại một số doanh nghiệp có dấu hiệu phức tạp. Chỉ tính từ ngày 1 tháng 11 đến nay, thị xã đã ghi nhận 225 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó phường Mạo Khê 73 trường hợp. Số ca F0 liên quan tới ổ dịch tại công ty than Mạo Khê là 61 trường hợp, trong đó có 44 trường hợp là công nhân công ty. Ngay sau khi phát hiện các trường hợp F0, phường Mạo Khê đã phối hợp với công ty than Mạo Khê tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho trên 1.000 người là người thân trong gia đình của công nhân công ty thuộc khu Vĩnh Thông và Quang Trung, tổ chức cho công nhân công ty than Mạo Khê ký cam kết phòng chống dịch bệnh với nội dung một cung đường, hai điểm đến, chỉ đi từ nhà tới nơi làm việc và ngược lại, tổ chức truy vết khoanh vùng kịp thời đối với các F1 liên quan tới F0. Riêng công ty than Mạo Khê, ngoài việc phối hợp với chính quyền phường Mạo Khê trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn, công ty đã tiến hành xét nghiệm PCR cho trên 6.300 lượt công nhân lao động để rà soát sàng lọc, phát hiện nguy cơ mất an toàn, vận động công nhân làm việc tại công ty tự thực hiện test nhanh tại nhà nhằm sớm phát hiện nguy cơ, tổ chức truy vết nhanh chóng khử khuẩn trong lò và mặt bằng sản xuất, thực hiện phương án 3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 điểm đến. Công ty cũng đã dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ đạo phòng chống dịch, bố trí lịch giờ giao việc giữa các đơn vị, tuyên truyền vận động công nhân, không tập trung đông người. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung liên quan tới công tác phòng ngừa dịch bệnh từ xa từ sớm, việc hạn chế đi đến các khu vực có dịch, tìm ra các kẽ hở trong phòng chống dịch, việc tầm soát phát hiện sớm, đánh giá việc điều tra bóc tách quản lý F0, F1 so với yêu cầu đề ra, phương án công tác điều trị người nhiễm. Đại diện CDC Quảng Ninh cũng đã chia sẻ một số vấn đề về chuyên môn trong công tác quản lý con người trong bối cảnh dịch có dấu hiệu lây lan, những lỗ hổng trong quá trình phòng chống dịch, các định nghĩa F1, kế hoạch xử lý khi có F0 theo mô hình từng phân xưởng, doanh nghiệp để không xảy ra tình trạng lúng túng, quan tâm và quản lý chặt số lao động nhập cư trên địa bàn. Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Công đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và kết quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 của phường Mạo Khê cũng như của công ty than Mạo Khê. Sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và công ty với những việc làm cụ thể quyết liệt đã phần nào làm giảm tốc độ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Đồng chí khẳng định, thị xã đang tập trung mọi biện pháp để giữ địa bàn an toàn về dịch bệnh, phục vụ phát triển mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn. Việc phòng chống dịch thời gian tới cần phải được thực hiện với tinh thần hết sức quyết liệt và đồng bộ. Đồng chí đề nghị công ty than Mạo Khê cần làm tốt quy trình chống dịch gắn với duy trì sản xuất, đặc biệt lưu ý những nơi công nhân thường tập trung đông người như nhà ăn, nhà tắm, xây dựng quy chế, quy ước nhằm hạn chế việc giao lưu tụ tập, giảm tiếp xúc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho lực lượng công nhân lao động về quy định phòng dịch, tăng cường tầm soát và tầm soát sớm nhằm kịp thời phát hiện xử lý. Đồng chí Bí thư Thị ủy giao Công an thị xã tiếp tục làm nòng cốt trong công tác truy vết, tiếp tục phát huy vai trò tổ COVID cộng đồng trong quản lý người đang thực hiện cách ly. Địa phương nào buông lỏng quản lý người cách ly thì lãnh đạo địa phương đó sẽ bị kỷ luật. Cuối cùng, Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Công khẳng định, phường Mạo Khê và công ty than Mạo Khê là một. Do vậy, hai đơn vị cần có chương trình phối hợp chặt chẽ trong phòng chống dịch bệnh, dịch ở đâu khoanh vùng ở đó để cắt nguồn lây và hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của công ty.